Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri hé lộ thiên cơ, sự thật về cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Trong 5 năm tới, từ 54 đến 58 tuổi, bí mật làm điều này, được bề trên ban phúc, tránh mọi tai ương, đổi vận phát tài, trúng số liên tiếp, đổi đời xứng tầm đại gia, tiền vàng ngập két. Ông trời sao nỡ bất công, nỡ gieo cay đắng xót xa lòng người, đời bao ngang cháy khổ đau, xa cách muôn trùng mọi ước mong, thắt chặt trong bóng tối, làm sao thoát khỏi kiếp long đong, làm sao thoát khỏi đời ngang trái, giúp phận cơ hàn thỏa ước mong. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, cổ nhân quan niệm rằng, thời vận không thông mưu cầu vô ích, cho thấy ngay cả việc xem mệnh đoán vận vẫn phải tuân theo đúng quy luật của vận trình đời người, vận mệnh quốc gia dân tộc, hết thảy sự tình trong cuộc sống. Đâu chỉ có thể tuân theo quy luật tự nhiên, đó mới là vận số đích thực, bởi vì mỗi người đều có số mệnh riêng, thời vận chưa đến thì khó mà có thể đạt được, nếu cưỡng cầu mà phá vỡ quy luật của tự nhiên, thì chỉ có thể trước lấy khổ đau. Theo hé lộ mới nhất của giới tử vi cổ học phương Đông, trong số 12 con giáp có tuổi Tân Hợi 1971, nghèo khổ đen đủi, vận hạn triền miên, khi còn trẻ, đã có lúc những tưởng con giáp này rơi vào bế tắc trước số phận, nghèo khổ một đời, nhục nhã một kiếp. Vậy nhưng trong 5 năm tới nếu Tân Hợi biết được 3 bí quyết cải mệnh từ cao nhân xưa, sẽ là lúc đón nhận thiên mệnh, khiến vận mệnh xoay chuyển bất ngờ. Mọi khổ nạn trước kia giao hoán thành phúc lộc trong nốt phần đời còn lại, thậm chí có người còn đổi đời giàu có, trả sạch nợ nần. Ông tiền tỷ về nhà mà nhét chặt két, xây nhà lầu sắm xe sang, nắm trong tay bạc vàng, khiến thiên hạ phải lóa mắt ngưỡng mộ. Vậy, vận trình cuộc đời của người tuổi Tân Hợi 1971, theo luận giải mới nhất sẽ diễn biến ra sao? Cần phải làm sao để đón lành tránh dữ, đón lấy bình an trong những ngày tháng ở tuổi xế chiều? Mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay sau đây. Sự thật chấn động về tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, được thần Phật ưu ái, càng ra càng giàu có. Trong 5 năm tới, tiền vàng ngập két, giàu có nhất vùng, ai ai cũng kính nể. Quý vị thân mến, nhìn lại suốt chặng đường hơn 50 năm trời chật gian truân, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, bản thân Tân Hợi cảm thấy hơn nửa kiếp người trôi qua thật chóng vánh, với bao lo toan vất vả, lo cho gia đình sung túc, lo cho con cái học hành thành tài, lo cho bố mẹ tuổi già neo đơn. Nhưng cũng cho Tân Hợi rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều phúc phần xứng đáng, để cuộc đời Tân Hợi từ nay trở đi để trở nên tốt đẹp, chăm sự đều xuôi, vạn việc đều thuận, càng về sau, càng gặt hái được nhiều thành công, hậu vận an nhàn, tận hưởng mọi phước lành trời ban, có được cuộc sống viên mãn vạn người ao ước. Điều đặc biệt làm nên hậu vận giàu sang của Tân Hợi là nằm ở bên trong nhân cách. Tân Hợi sinh năm 1971 là người có một thứ mê lực hấp dẫn mọi người, gọi là đại khí. Bất luận người địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận sang hay hèn, đều có khả năng lôi cuốn người khác. Cái nhất của Tân Hợi đó chính là tâm thái bước vào hậu vận cuộc đời. Thành tựu lớn nhất mà Tân Hợi để lại cho đời đó chính là phong thái, khí chất, khí độ, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của Tân Hợi. Giai đoạn này của cuộc đời, người tuổi Tân Hợi nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần động tay làm lại khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Người tuổi Tân Hợi luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ, mệnh chủ giống như một cuốn sách hay khiến cho người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi bộc trục. Bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Cổ nhân xưa đã nói,
người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung. Đồng thời, trong giai đoạn này của cuộc đời, tuổi Tân Hợi đối đãi người khác với sự thấu hiểu, quý trọng duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau. Đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau cầu tiến bộ. Đến giai đoạn này, Tân Hợi minh bạch ra kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, bản mệnh thành công đều có khả năng hóa thù thành bạn, bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng người, khiến người không phục, đó cũng chính là trí tuệ của Tân Hợi. Đối với Tân Hợi dặn với đời, đối với một sự tình luôn siêu xuất, không bị hãm sâu trong đó, một đời Tân Hợi có thể phải gặp rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh, bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, dù có như nào thì Tân Hợi đều không cần quá để ý, quá coi trọng, cho nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng hớn hở, gặp chuyện xấu liền đăm chiêu ủ rột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương, sao có thể là Tân Hợi đúng không ạ? Xét về tính cách, người sinh năm Tân Hợi thường cứng rắn, luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, niềm đam mê của họ là những món ăn ngon, thức uống hấp dẫn. Tân Hợi luôn kiên nhẫn, tốt tính, phóng thoáng và là một người đáng tin cậy nếu bạn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ họ. Bản thân họ thích được người khác nâng lưu trân trọng, thích phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng, ôn hòa. Tuy vậy họ lại không thích cuộc sống bon chen, không chấp nhận những hành động thô lỗ. Cũng vì thế nên Tân Hợi không thích giao du quá nhiều. Nhìn chung, họ có tính tình hòa đồng, vui vẻ, nhưng hơi cô độc. Tân Hợi là người hiền lành, không bao giờ để bụng. Thường thì họ không hay trách cứ người khác, nhưng khi đã ghét ai rồi thì đến những thứ nhỏ nhất họ cũng sẽ ráng soi mói, vạch lá tìm sâu. Những người tuổi Tân Hợi đa phần biết hưởng thụ, thích cuộc sống vật chất sang trọng, xa xỉ, thích tự chiều chuộng bản thân, nên bản mệnh rất khó giữ được tiền trong tay. Tân Hợi khá yếu đuối trong tình cảm, dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Người mang mệnh thoa xuyến kim mà có nhiều sao ở khoe khoang trong cung mệnh của lá số tử vi thì lòng ham muốn hư vinh lại càng nhiều. Chữ Tân có nghĩa là toan tính, nên Tân Hợi thường có cuộc sống hôn nhân ít thuận lợi. Nếu khắc phục được những điều trên thì tiền bạc hanh thông, phú quý phát tài, hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Chữ Hợi là thủy, Tân là kim, do vậy can sinh chi, lục cách được hưởng, cuộc đời khá thuận lợi. Bản thân người Tân Hợi hiền hòa, không có mưu đồ nhiều, nếu có cũng chỉ là những tính toán nhỏ, chứ không đủ ác để thực hiện những chuyện gì quá ghê gớm. Tân Hợi khá bảo thủ, cẩn thận, nên dễ tụt mất cơ hội làm ăn tốt. Tuổi Tân Hợi thường là người tham mưu đắc lực cho những tuổi khác, đúng như tên gọi châm cài tóc, thoa xuyến kim. Họ luôn có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Vậy nên, Tân luôn lấy việc cống hiến, lập công danh trở thành niềm tự hào của bản thân. Trong chuyện tình cảm, Tân Hợi 1971 rất chân thành, ôn hòa, biết thông cảm, lắng nghe và khả năng chịu đựng cao. Phụ nữ tuổi Tân Hợi là người mềm mỏng, đa tình. Tuy nhiên, tuổi này trong hôn nhân thường trải qua đôi ba lần trắc trở. Tân Hợi rất cả tin và chịu đựng nên hay bị kẻ xấu lợi dụng, dễ bị lừa, bị người ta lợi dụng tình cảm. Một khi Tân Hợi đã yêu và muốn bước tới hôn nhân với một ai đó, Tân Hợi luôn cố gắng xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Nam giới tuổi Tân Hợi luôn có thái độ đòi hỏi sự khẳng định, chắc chắn trong chuyện tình cảm. Do bản thân họ thường xuyên bị lừa gạt, đùa giỡn nên cảm thấy không an tâm. Họ quan niệm về gia đình khá cứng nhắc, luôn muốn vợ con phải có thái độ trung thủy, tuyệt đối không được bắt cá hai tay. Nữ giới Tân Hợi có tình cảm phong phú, rất coi trọng tình yêu, khi yêu sẽ hết lòng vun đắp cho tình yêu, và khi lập gia đình sẽ trở thành những người mẹ tốt. Họ không thích chủ động, mà thích được người khác quan tâm, và là người ủng hộ hôn nhân kiểu cũ. Họ rất đảm đang, sắp xếp việc nhà đâu ra đấy. Là một người vợ hiền đích thực, một số cô gái Tân Hợi khá thẳng tính và bướng bỉnh, nhưng lại mềm yếu và cả cảm tính khi giải quyết công việc. Nhìn chung nếu lấy một người vợ hoặc chồng tuổi Tân Hợi thì hãy yên tâm vì họ sẽ cố sức để che chở, chăm sóc bạn và vun vén gia đình. Cùng nhìn lại diễn biến vận trình của cuộc đời Tân Hợi sinh năm 1971 qua các năm. Từ 20 đến 25 tuổi, thời gian này chỉ có phát triển về tình cảm, ta lục lại hơi bị yếu kém, đường công danh có phần lên cao, không nên đi xa trong những năm này. Từ 26 đến 30 tuổi, thời gian này bạn sẽ gặp được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc, tình cảm vượng phát tột độ, những năm này lập gia đình khá tốt, trừ năm 29 tuổi, việc làm ăn gặp nhiều tốt đẹp. Từ 31 đến 35 tuổi, thời gian này, việc làm ăn, tình cảm, gia đạo và tài lộc vẫn ở trong mức độ trung bình mà thôi. Năm 33 tuổi, sức khỏe suy yếu, kỵ tháng 10 âm. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này có số tốt đẹp về công danh hay nghề nghiệp,
những năm này bạn có phần phát đạt về gia đình, công danh lẫn sự làm ăn. Vào 37 tuổi, trong gia đình có đại nạn, cẩn thận về con cái. Từ 41 đến 45 tuổi, thời gian này không được nhiều tốt đẹp, có nhiều xui xẻo, không nên giao dịch về tiền bạc, cũng như không nên làm ăn có hại. Từ 46 đến 50 tuổi, thời gian này bình thường, không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, gia đạo, tiền bạc vẫn bình thường, việc làm ăn không được nhiều kết quả tốt đẹp lắm. Từ 51 đến 53 tuổi, khoảng thời gian này, gia đình trở nên trầm trọng, cuộc sống không được bảo đảm hoàn toàn, có sụp đổ sự nghiệp trong thời gian này, đề phòng sức khỏe không được tốt. Trong khoảng thời gian này, nên cố nhẫn nhịn và tránh những việc tố tụng có hại cho gia đình và hạnh phúc của bạn. Tiếp theo là vận trình tuổi Tân Hợi trong 5 năm tới. Về công việc, trong 5 năm tới, đường sự nghiệp nhìn chung của tuổi Hợi sinh năm 71 tương đối ổn định, mặc dù không có nhiều thăng tiến để vươn lên vào thời điểm này. Ngoài ra, dưới sự phù hộ của nhiều chòm sao may mắn, năm nay làm việc sẽ nhàn nhã, ít áp lực, có thời gian thực hiện dự định riêng và bạn sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống của mình sau giờ làm việc. Kiểu sống chậm rãi này rất thích hợp với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nhưng dù vậy, anh chị cũng đừng quá thả lỏng bản thân, đặc biệt là ở nơi làm việc, bạn vẫn phải làm tốt mọi việc của mình. Nếu bạn là một người chủ, nên chú ý quản lý hoạt động kinh doanh của mình, không được giao phó tất cả chúng cho người khác, nếu không sẽ vẫn có những rủi ro nhất định. Theo lời giải của tử vi, thì từ 54 tuổi, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể, do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp bạn tìm ra định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Giai đoạn này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Về phương diện tài lộc, tài lộc của người tuổi Tân Hợi xem ra tốt hơn người khác, tuy nhiên, họ lại không biết tiết kiệm, dễ chi tiêu bạt mạng. Bởi vậy, tốt nhất nên hình thành thói quen ghi chép tài chính hàng ngày. Đương nhiên, nếu có thể tìm được người bạn đời giỏi quản lý tài chính thì đúng là không gì tốt bằng. Người tuổi Tân Hợi chịu thương chịu khó, nên cuối đời an khang. Có điều họ không phải là những người giỏi kiếm tiền, tiền họ kiếm được dựa vào niềm tin và sự nỗ lực của họ. Ngoài ra còn nhờ sự giúp đỡ không ngờ tới của người khác. Bởi vậy, người tuổi Tân Hợi nhất định cần chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Nhìn chung, người tuổi lớn tự kiếm tiền hay kiếm tiền nhờ vào người khác đều tốt cả. Nếu người tuổi Tân Hợi đang làm kinh doanh thì tốt nhất hãy mạnh dạn một chút. Đã suy nghĩ kỹ rồi thì nên đầu tư. Đương nhiên cũng cần lựa chọn cẩn thận. Chỉ cần lơ là một chút thì tiền của sẽ tiêu tan. Vượt qua vài khó khăn nhỏ thì việc kinh doanh sẽ tốt đẹp. Nếu người tuổi Tân Hợi có thu nhập cao, có tiền đầu tư vào kinh doanh thì tốt nhất nên đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản. Khi về già càng may mắn. Bước qua tuổi 53, đường tài lộc của những người tuổi Hợi sinh năm 1971 vẫn khá ấn tượng. Bạn không cần vất vả làm việc thì tiền bạc sẽ tự nhiên đến cửa nhà. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi. Vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho Tân Hợi. Việc của anh chị là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong thời gian này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, trong 5 năm tới, Tân Hợi 1971 cần đề phòng sức khỏe nhiều hơn. Tuy bên ngoài không có biểu hiện gì, thậm chí có thể cảm thấy rất khỏe mạnh, nhưng một số các bệnh tiềm ẩn phải phòng tránh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Nếu có cảm giác khó chịu, tốt nhất bạn nên đi kiểm tra ngay. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến sự kết hợp giữa thịt và rau trong chế độ ăn uống và tập luyện để đảm bảo dinh dưỡng cân đối,
nếu đang dùng thuốc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý thay đổi hoặc quên uống thuốc, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Đường tình cảm của tuổi Tân Hợi 1971 có phần thăng trầm do thất sát bị phá vỡ, nên mối quan hệ với những người xung quanh có vẻ không được tốt, thậm chí người bạn đời của họ cũng có những bất đồng vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt, những tròn sao hung tinh sẽ sinh ra đủ thứ cãi vã, thậm chí các quý ông sẽ trở nên nhiều chuyện và thường xuyên xen vào chuyện của người khác vô cớ. Điều này không chỉ khiến con cái chán ghét, mà còn đồng nghiệp và bạn bè xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy xa lánh. Vì vậy, sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi nên im lặng, ít nói và làm nhiều. Nếu cảm thấy chán nản, buồn chán không có nơi nào để trút bỏ, thì nên tìm cho mình một sở thích của bản thân để tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ. Với người đã có đôi có cặp, Tân Hợi biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên giai đoạn này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Quý vị thân mến, ngày tháng năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhầm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Vậy người tuổi Tân Hợi sinh tháng nào thì tốt, người tuổi Tân Hợi sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, đường công danh luôn rộng mở. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi Tân Hợi sinh thời điểm này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể vì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Tân Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này có rất nhiều bạn bè. Các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2 âm trùng với tiết Kinh Chập, người tuổi Tân Hợi sinh tháng này dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Tân Hợi là người có số mệnh phú quý. Họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người, càng về già họ càng có nhiều phúc lộc nên càng giàu có, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, sống cuộc đời an nhàn sung sướng. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết Thanh Minh, người tuổi Tân Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật, nên phát triển theo hướng này. Tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình. Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết Lập Hạ, những chú heo sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Những khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Nhờ vậy mà mệnh chủ có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết Mang trùng, tuổi Tân Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người tuổi Tân Hợi sinh vào thời điểm này trong năm học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Là người tài hoa có thừa,
nhưng lại đa sầu đa cảm, nên dễ bỏ mất cơ hội. Bản mệnh nên quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Cuộc sống tiền vận khá vất vả, trung vận bình bình đạm đạm, tới hậu vận mới được an nhàn. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 7 âm sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý. Vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được đấy. Phúc lộc tự về, song bản mệnh cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống. Dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Thời trẻ vận mệnh có phần trắc trở, đường lập nghiệp muôn trùng khó khăn. Tuy nhiên, những thử thách này bản mệnh đều dễ dàng vượt qua, tiến thẳng tới đích, về sau họ được hưởng thanh nhàn, thành công hơn nhiều người khác. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết bạch lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng 9 âm tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do thoải mái, tiêu giao với đời, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Tân Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thong dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Tân Hợi sinh tháng này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì tuổi Hợi sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cuộc đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Quý Hợi sinh tháng 11 âm, cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn gọi là tháng Củ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Tân Hợi sinh tháng này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có vận khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho con giáp này sớ từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Quý vị thân mến, trong 5 năm tới, có 3 cách đơn giản giúp mệnh chủ Tân Hợi 1971 giàu sang, thịnh vượng, gia đạo sung túc, hạnh phúc. 1. Cần cù tiết kiệm, ăn không cần sơn hào hải vị, ngon và đủ no là được, mặc không cần quá đẹp, lịch sự và trang nhã là ổn, sống ở đời không cần phải so đo với người khác, làm tốt việc của mình đã là một điều hạnh phúc. Cần kiệm không phải hẹp hòi, mà là tiêu dùng thông minh, không lãng phí vào những việc vô bổ. 2. Tích đức hành thiện. Tích đức hành thiện là tấm giấy thông hành hiệu quả nhất để tiến đến một gia đình hưng vượng, sống ở đời phải cho đi mới có thể nhận lại, làm việc tốt, nghĩ điều thiện mới có thể khoan dung và thấu hiểu cho những lỗi lầm của nhau, thậm chí được thần Phật độ trì, gia tăng phúc đức, giúp con cháu đời đời quý hiền. 3. Khoan dung lượng thứ. Sống cùng nhau dưới một mái nhà, xích mích là điều không thể tránh khỏi, con người không ai hoàn hảo, vậy nên nếu mọi người có thể lượng thứ, thấu hiểu những khó nhọc của nhau, mâu thuẫn sẽ dần dần tiêu tan. Đặc biệt khi Tân Hợi 1971 dù có giàu nứt vách, cũng không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến.
cửa thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cha chân vào cùng. Có thể hiểu cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế, chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra được. Một khi đã mê cờ bạc, người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Dính vào cờ bạc thì dù có giàu sang đến mấy cũng nhanh chóng tiêu tan, nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực kể kết thúc cuộc đời. Cửa thứ hai, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người, ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích trốn lao sao. Thế nhưng một khi đã xa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì? Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế đi quản những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Cửa thứ ba, chốn trụy lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trụy lạc này một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được. Nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt, một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Quý vị thân mến, sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc, quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mải chạy theo vật chất, thăm đắm sắc dục, chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân, tâm mình. Chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi, niềm tin nhân quả. Sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người, xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như với đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc về tội trộm cướp, thậm chí đó là cây kim, sợi chỉ hay cái tăm, đều đã được ghi nợ và có lãi suất, nên đừng xem thường. Dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng. Đặc biệt quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ. Vì thế có nợ tiền ai nhất định phải trả. Đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chắt chiu dành dụm đội nón ra đi mới lội ngược dòng. Để tìm ra những điều mình đã phạm sai lầm thì cũng đã muộn màng. Thế nhưng hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để sửa sai. Dù bạn đang ở tuổi 70, 80 đi chăng nữa. Vì những gì bạn đang làm vẫn đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình. Vâng. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.